Nhấn đồ thiệt đó chứ, cái tráng tôi chứ mà khổ ghê á. Con khỉ nướng lòng hồi sáng nó mới chạp ra đó. Trời ơi, bụng to gán nè. To nha. Ừ, không đi bơi, không đi, xuống đi. Thật là hơi bị phiêu đó. Quá phiêu luôn. Mẹ là lòng tiếng con. Tận rồi rặt ra. Mẹ bỏ vào miệng đó. Nên lấy sức bình tĩnh thôi nè. Lên đầu, lên đầu chưa, lên tay ta rồi. Mai mà chưa lên đầu, đầu ta. Ờ, mới nặng cái bà nó rồi lấy cái đầu ta đâu. Ngày trúng mấy cái hộp bà đậu. Ờ, cứng rồi đó. Lấy phần ra trước đã. Đi ra kia. Cái xài sữa đâu vẫn chưa hết đâu. Ừ, từ đồng ơn dĩ Quỳnh Văn này. Đó, đây là chồng cô ơi. Đồ đây là đồ cứng nè. Mô không nghe ông sĩ mô thấy sức bình sinh nào tôi cỡ rồi à kia qua đây luôn đã nhiều người rồi mấy năm rồi cũng nên chắc quá đời nam rồi đó thấy mấy để bạn hôn một mà đào đang sẽ hôn. Các cái túi rồi đây. Kết thúc nào xong hãy vài giờ hết rồi đó.